Cứ một tháng thì mình sẽ có 10 ngày chay á mọi người. Và hôm nay là ngày rằm, mình sẽ ăn chay với bánh mì nha. Bữa nay mình đi chợ mua được đậu hũ chiên và chả lụa chay á mọi người. Mình sẽ cắt miếng vừa ăn để xíu bỏ vào trong bánh mì cho nó gọn. Chả lụa chay thì mình chỉ cần cắt ra thôi, không có cần chiên. Giờ thì mình sẽ đi chiên đậu hũ cho nó vàng giòn nha. Món này thật ra cũng rất là đơn giản và dễ làm, ai cũng có thể làm được hết á. Đậu hũ sau khi đã vàng giòn hai mặt rồi thì mình sẽ gắp ra để cho ráo dầu. Vậy là đã xong rồi đó, bây giờ mình sẽ mổ bụng bánh mì ra và cho topping vào. Nghe tiếng bánh mì giòn sột soạt là đói bụng lắm luôn á mọi người. Rồi mình cho ớt sừng, dưa leo và rau răm vào. Sau đó mình cho đậu hũ chiên và chả lụa chay vào. Của nhà làm cho nên mình cứ cho thỏa thích nha. Mà cái chả lụa chay này hương vị nó giống như chả lụa thịt thiệt luôn á mọi người. Đồ chay mà ngon vậy thì ăn hoài cũng không ngán. Rồi mình cho thêm xíu ớt rim và muối tiêu rau răm vào. Cho thiệt là nhiều rau răm vào để ăn cho nó thơm và ngon hơn. Nhìn nấu bánh mì chay quá là chất lượng luôn á mọi người. À quên, hôm bữa mình mua được chai nước tương tỏi ớt nè mọi người. Mình rưới thêm xíu nước tương cho nó thơm và đậm đà hơn nha. Vậy là xong rồi đó mọi người. Mọi người cùng ăn bánh mì chay với mình nha. Hôm nay mình sẽ thử uống bún tơ loại mới nha mọi người. Cái này mình mua ở trong Vincom. Bên đây là vị xoài. Và cái loại nước bún tơ này là một dạng thực phẩm bổ sung. Và nó cũng là một loại nước tăng lực luôn. Kết hợp cùng với trái cây. Và cái loại mà mình đang uống đây là vị xoài nha mọi người. Ok, nếu ai chưa uống thì hãy thử đi nha. Rất là ngon luôn.